chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu món bún cá Kiên Giang. Chúng ta chuẩn bị như video trên. Đầu tiên, đun lửa nhỏ một nồi nước khoảng 3 lít và một trái dừa tươi. Chúng ta sẽ chế cá trước và cho vào cùng một ít gừng. Nhớ rửa tay sạch trước khi chế biến. Khi thấy bọt nổi lên thì các bạn nhớ hãy vớt lên. Trong khi đợi cá chín, hãy bắt một chảo dầu nóng, sau đó phi hành. Nhớ phải đảo đều tay. Tôm phải được sơ chế và ướp cùng với dầu đều, trứng và thêm một vài nguyên liệu như trên. Sau đó vớt hành phi đã phi vàng ra. Tiếp theo, lấy tôm đã ướp đem đi rim với hành lá, rim thật đều để không bị khét. Khi cá chín, hãy lấy ra và cho vào dĩa. Và nhớ đem đếm lại nước dùng bằng nước mắm và bột nêm. Để tăng độ thơm cho nước dùng, ta sắc nhỏ hành và bỏ vào. Chuẩn bị thêm chanh, bắp chuối và xá để tăng độ ngon cho món. Muốn tăng hương vị cho cá thì pha nước mắm với ớt làm nước chấm. Cuối cùng là trụng bún và cho nước dùng vào tô. Bỏ các nguyên liệu đã chế biến xong và thêm ít rau tránh bị ngấy. Và đây là thành phẩm của nhóm chúng mình. Mời mọi người cùng ăn.